Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Bù TV. Thì như các bạn đã biết, vào tối nay ngày 3 tháng 6 thì Apple sẽ có một cái sự kiện, đó chính là WWDC 2019. Thì trong cái sự kiện lần này, rất là nhiều người đang mong chờ những cái mới đến từ Apple, ví dụ như iOS 13 chẳng hạn, hoặc là cái phiên bản macOS mới. Thì cái sự kiện này sẽ diễn ra vào 11 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, thì ở đâu đó bên Mỹ thì nó sẽ khoảng là 9 giờ sáng. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách để nếu như những bạn nào mà chúng ta quan tâm tới WWDC 2019 thì tối nay các bạn sẽ đồng hành với Điện thoại Vui để chúng ta có thể xem live stream cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất về cái sự kiện lần này nha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn tổng cộng là hai cách để chúng ta có thể xem được cái event lần này của Apple. Thì cả hai cách này các bạn đều có thể dùng trên cả iOS, Android, laptop, Windows, Mac OS, nói chung tất tần tật chỉ với hai cách này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ click vào cái đường link ở phía bên dưới. Đối với cách 1 thì các bạn sẽ vào ngay luôn trang chủ của Apple. Thì các bạn sẽ thấy cho mình một cái logo như thế này. Và cái lúc mà mình quay video này á thì cái sự kiện của họ chưa bắt đầu, cho nên là chỉ có một cái này gọi là cái tấm thiệp mời của Apple đó. Cho nên là khi mà có event thì các bạn chỉ việc click vào và chúng ta đã xem được cái event này rồi một cách rất là dễ dàng. Thì như các bạn có thể thấy ở trên này, Apple cũng có để luôn cả cái thời gian bắt đầu, đó chính là 10 giờ. Thì nếu như giờ Việt Nam thì khoảng là 12 giờ, 11 giờ sẽ là đón khách chẳng hạn đó. Thì đây là cái tấm thiệp mời đó, tấm thiệp mời trên bàn mà. Rồi, và đây sẽ là trang web chính thức của Apple, thì các bạn có thể xem thông qua cái trang này. Còn nếu như những bạn nào mà chúng ta sợ xem qua web đó, nó không có ổn định, thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn tiếp cách thứ hai. Thì Apple cũng đã vừa công bố rằng là hãng có một cái kênh YouTube riêng, cho nên là chúng ta vẫn có thể xem được qua thông qua kênh YouTube. Thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào YouTube và tìm cho mình, đó chính là Apple Channel. Hoặc là các bạn có thể search cái từ Apple không cũng được, thì chúng ta cũng sẽ ra một cái kênh như mình đang có đây. Thì các bạn có thể thấy đây là cái kênh đầu tiên của Apple, các bạn sẽ chọn vào. Và khi mà bắt đầu có event, khi mà bắt đầu cái sự kiện này diễn ra, thì Apple sẽ hiển thị lên cho các bạn một cái pop-up để các bạn có thể vào và chúng ta xem luôn. Thì theo như mình đánh giá thì mình nghĩ là xem ở trên YouTube thì nó sẽ ngon lành hơn là khi các bạn xem ở trên web. Thì dù sao thì ứng dụng YouTube nó cũng ổn định hơn rất là nhiều so với những cái nền tảng kia, cho nên là các bạn có thể xem một cách rất là ngon lành. Đây, ở phần trang chủ các bạn cũng có thể thấy là event vào tháng 3 của Apple đó. Thì Apple có live stream cho mọi người xem, cho nên các bạn có thể sử dụng hai cánh này để chúng ta có thể xem được WWDC 2019. Rồi, ok, và như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn tổng cộng là hai cách để bạn có thể xem được sự kiện WWDC 2019 vào tối hôm nay. Và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, và mình xin dừng video này tại đây. Và nếu như các bạn thích thì tối nay bọn mình sẽ cùng với các bạn để chúng ta có thể bàn luận về WWDC 2019, cũng như là sau khi sự kiện diễn ra xong thì bọn mình sẽ lên những cái điều mà các bạn cần phải lưu tâm trong cái sự kiện này, cũng như là nếu như có iOS 13 developer beta mới nhất thì bọn mình cũng sẽ cập nhật luôn. Và các bạn hãy nhấp nút like, share và subscribe kênh Điện thoại Bù TV để tối nay sẽ có video mới cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Bye bye.